Khai thị chương 3, khai thị về giáo dục gia đình. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tử của nhà Châu đức hạnh hiền thục, cao đẹp, giúp chồng dạy con, nên tạo thành nền móng cho vương nghiệp của nhà Châu suốt 800 năm qua. Ấn Quang thường báo rằng quyền trị quốc bình thiên hạ hàng đời nhân chiếm hơn quá nửa. Bởi lẽ trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hãy lo việc bên ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu thổ bé bỏ mặc cho tên chúng nó quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do chọn chẳng lấy chuyện hiếu đệ trung tính, nhưng quả báo ứng để giáo huấn, khi đến khi khôn lớn, chúng sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha và giết mẹ. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc còn thơ ấu, kiềm cặp nghiêm ngặt. Phải biết rằng hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm, đa phần là vì cha mẹ của chúng nó đương chiều quen thói kiêu căng mà ra. Mạnh tử giấu hiền mà cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà trở thành hiền nhân, huống hồ những kẻ tầm thường ư. Hiện tại mọi người đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết rằng nam nữ thể chất đã không giống nhau rồi, mà trách nhiệm của mỗi giới lại bội khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở bên ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc bếp núc, canh cửi, giúp chồng dạy con, vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc về vị chính đáng của nữ giới bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xô đẩy nhân cách của phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới ai nấy dần thức rõ nhân cách của chính mình ở tại nơi đâu. Ngõ hồ con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thấy bình ư? Bởi lẽ đạo trọng yếu đệ trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai con cái đã bông thù khí chất của mẹ, lúc sinh ra là nhìn theo oai nghi của mẹ, nhân sự dạy răng của mẹ, nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đặt đến thái bình. Tiếc là vị nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết rằng ý nghĩa của hai chữ thái thái rất là cao quý và to lớn. Xét ra, cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn tận đời nhà Châu, do Thái Khương, Thái Nhậm và Thái Tử đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sinh ra Văn Vương. Bà Thái Tử đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sinh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thánh chỉ tốt đẹp nhất từ ngàn xưa đến nay. Người đời sau gọi phụ nữ là Thái Thái, tức là muốn đem họ so với ba bà Thái thời nhà Châu. Do đấy hãy ngẫm xem, Thái Thái là danh hiệu cao quý nhất, không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà Thái,
thì mới chẳng phụ bạc tôn xưng ấy. Rất mong như vậy nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái của chính mình sinh ra đều thành hiền thiện, ngõ hồ chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Kể đấy cần phải nỗ lực ăn chay, con người và động vật vốn bình đẳng, đỡ nào giết hại tính mạng của chúng nó, đỡ thao mạng bụng miệng của chính mình ư? Thân ta vừa bị dao cắt phải một chút liền cảm thấy đau khổ, mới nói hoặc người đến đó tiệm gan đau buốt, đỡ nào giết chúng để ăn thịt ư? Huống chi kẻ sát sanh ăn thịt, dễ khởi cơ duyên giết hại, tại kiếp đau bệnh trong đời này đều do đấy mà ra. Cổ nhân nói rằng, dục chi thế thượng đạo binh kiếp, đặng thính độ môn và bắn thành. Tạm dịch, muốn biết đạo binh trong cõi thế, hãy nghe tiếng lò mổ giữa đêm trường. Trong cõi đời có nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật pháp mà vẫn thấy kiên giết ăn chay là chuyện khó làm. Dạ, nói thử đến đây là kết thúc ạ. Dạ, dạ, vâng.